Xin chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại với kênh của Viết Phú. Hôm nay thì Viết Phú lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một mẫu đồng hồ Seiko 5 của nhà sản xuất Seiko của thị trường nội địa Nhật Bản. Thì trước khi đi vào giới thiệu đồng hồ thì Viết Phú cũng xin nhắc lại thông tin Zalo của Viết Phú là số điện thoại đầu số Nhật Bản cộng 81 080 681 7 3 9 70. Nếu quý vị tìm trên Zalo thì quý vị phải tìm số điện thoại của Nhật Bản nhé. Còn nếu quý vị không thay đổi là số cộng 84 của Việt Nam về cộng 81 của Nhật Bản thì không tìm được. Với Phú đã nhắc rất là nhiều lần kỹ vấn đề này rồi nhưng mà nhiều anh chị vẫn 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 bình luận ở dưới video là không tìm được Zalo. Thì em nghĩ là quý vị không chú ý chuyện là cộng 81 và cộng 84 của Việt Nam và Nhật Bản khác nhau. Đấy thì nhiều anh chị cũng hỏi cách thức thanh toán mua hàng thì bên em thì sẽ áp dụng thanh toán trước hoặc là đặt cọc qua số tài khoản của Việt Phú tại Việt Nam. Rồi về Việt Nam phần còn lại sẽ COD chứ không gửi COD từ bên Nhật này về vì cái cước vận chuyển nó cao. Và tránh tình trạng đã có khách không nhận hàng nên là bên em không không áp dụng cái việc không đặt cọc nha quý vị nhé. Quý vị sống hết sức thông cảm giúp em. Đấy thì số tài khoản của Việt Nam tại Việt Phú thì của Việt Phú là số điện thoại số tài khoản của Agribank và Vietcombank nên quý vị có thể thanh toán bằng số tài khoản nào cũng được. Một phát một là đơn giản xong. Rồi, bây giờ thì em xin vào cái nội dung của cái mã đồng hồ ngày hôm nay. Giới thiệu với quý vị anh chị cô chú, đây là một mã đồng hồ của hãng Seiko, mã là SNKP18J1. Đây là một mã đồng hồ của thị trường nội địa Nhật Bản nha quý vị nhé. Có ghi ở trên cái mặt của đồng hồ là Made in Japan nha quý vị nhé. Và nữa là thông tin là chống nước water resistant 50 m, Made in Japan, có màu cà phê. Đây là một sản phẩm của một khách hàng ở Quảng Ninh, của một anh ở Quảng Ninh đã đặt hàng với Phú và anh đã rất tin tưởng và chuyển tiền cho với Phú để mua hàng chứ không cần phải cọc hay là gì cả. Anh em cũng rất là chân thành cảm ơn anh cũng như là sự tin tưởng của anh đối với cái kênh mua hàng của Việt Phú tại Nhật. Thì nhiều khách cũng hỏi là em là hiện tại đang ở Việt Nam hay Nhật, thì quý vị xem video thì quý vị cũng biết là em vẫn đang ở Nhật nhưng quý vị anh chị nhiều anh chị vẫn hỏi là đang ở Việt Nam à. Thì hiện tại là em đang ở Nhật nha quý vị nhé. Số điện thoại Zalo của em là đầu số cộng 81 của Nhật Bản nha quý vị nhé, không phải là cộng 84 Việt Nam. Rồi tiếp tục, đây là một mã Seiko 5 Made in Japan, có ghi trên quai luôn nên quý vị nhé. Đây, cũng này cũng có ghi Japan ở cuối này, Seiko 5 ở Japan. Màu cà phê rất là đẹp. Và cái kích thước thì đo tương đối bằng cái thước kẹp và bằng nhựa. Không thể chính xác 100%, tuy nhiên thì nó là 43 mm. Đấy, gần 43, 42,5 mm nha quý vị nhé. Là cái mặt bên ngoài. Và bên trong này thì nó tương đương với khoảng tầm 40 mm. 38 mm là phía bên trong, còn mà bên ngoài nữa là 42,5 gần 43 mm. Bề dày của nó thì rơi vào tầm 12 mm, 11,5 mm nha quý vị nhé. Quai nó thì rơi tầm 20 mm, thì đó phần lớn nhất 21 mm và phần trung bình thì rơi là 20 mm. Đấy, thì đây là một sản phẩm có màu cà phê, các cái chân đá ở cái kim ấy thì ở các cái kim giờ và kim dây thì đều có phản quang, có thể là hỗ trợ xem giờ vào ban đêm rất là tiện lợi. Trên này thì có thông tin của máy, thông tin của sản xuất Made in Japan. Mặt sau của sản phẩm thì là chúng ta có thể lại thấy được cái cơ của nó, toàn bộ cái phần cơ máy của đồng hồ chúng ta có thể thấy được. Trên này thì cũng có ghi bằng thép không gỉ này, chống nước 53 tương đương với 50 m này. Có Lô có Seiko in đây, Made in Japan và stainless steel, thép chống rỉ nha quý vị nhé. Đấy thì đây là một sản phẩm có giá tại Nhật Bản là cái này thì nó một số nhà giá niêm yết cao nhất rơi từ tầm 3 man, 3 man rơi tầm khoảng tầm chưa thuế thuế vào tầm 3 man 3 là hơn 7 triệu. Nên quý vị mua hàng tại Việt Phú thì sản phẩm này về Việt Nam rơi vào 4 triệu 800 nghìn đồng nha quý vị nhé. Đã bao gồm cước phí vận chuyển. Còn giá niêm yết thì có nơi cao nhất là 7 triệu, chưa có 7 triệu 2 chưa có cước thuế vận chuyển nha quý vị nhé. Còn
Nếu mua tại Việt Phú thì hàng này về Việt Nam sẽ là 4 triệu 800 nghìn đồng, đã bao gồm cước phí vận chuyển. Quý vị nhận hàng thì sẽ thanh toán nốt cái tiền cước bưu điện ở Việt Nam tầm 3 40 gì đó cho một cái hộp đồng hồ bé như thế này. Về đến tay quý vị từ Hà Nội thì em sẽ gửi một cái kiện gồm rất là nhiều cái kiện hàng, các nhìn rất nhiều cái đồng hồ của các khách hàng em đặt đây, em đặt đóng rất là nhiều. Cho vào một cái hộp to về 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 đến kho Hà Nội thì bên kho sẽ chia hàng cho em và gửi đến tay tất cả quý vị anh chị ở các cái tỉnh lẻ và cũng như là các tỉnh thành khác nhau. Thì quý vị nhận hàng sẽ chỉ việc là nếu quý vị ở COD thì sẽ trả tiền nốt tiền COD và cước vận chuyển tại Việt Nam. Còn nếu quý vị thanh toán trước thì chỉ việc đóng tiền bưu điện ở Việt Nam là tầm 340 nghìn gì đó thôi. Đấy thì em xin giới thiệu đến quý vị một cái mẫu đồng hồ Seiko 5 màu cà phê rất là đẹp, có kích thước 43 mm và made in Japan, chống nước 50 m, SNPK18G1 nha quý vị nhé. Các cái dòng đồng hồ mà có chữ G thì là nó là đồ địa ở Nhật Bản, còn dòng K hoặc là dòng các dòng khác thì nó là dòng quốc tế hoặc là dòng một thị trường khác. Đấy, em đeo lên tay thì 43 mm đối với tay của Đức Phú thì khá là to, em thì 40 là vừa. Nhưng thì một số anh chị có cái lòng là cái cổ tay to thì đeo cái sản phẩm này thì rất là đẹp, màu cà phê rất là đẹp. Đấy thì giá của sản phẩm này là 4 triệu 800 nghìn đồng về Việt Nam nha quý vị nhé. Em xin thông báo lại là giá là 4 triệu 800 nghìn đồng, đã bao gồm cước vận chuyển về đến Việt Nam. Đấy, thì em xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em. Em xin hẹn gặp lại trong các video lần sau để review các cái sản phẩm nội địa khác của Nhật Bản, các cái sản phẩm đồng hồ, các sản phẩm điện tử và các cái thực phẩm chức năng, thuốc hỗ trợ sức khỏe cũng như là các thuốc hỗ trợ cho bộ thận tráng dương. Bên em cũng có rất nhiều khách hàng hỏi về các sản phẩm bộ thận tráng dương, một người khỏe hai người vui, cho tất cả quý vị anh chị cô chú có nhu cầu tại Việt Nam. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.